Thầy Park ủ mưu tuyển Việt Nam tổng duyệt chờ đấu Oman. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò thể hiện sự tập trung cao độ dù đang chịu nhiều áp lực trước trận gặp Oman. Tối 11 tháng 10, tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân chính Sultan Cabo, nơi diễn ra trận đấu với đội chủ nhà Oman trong khuôn khổ bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là nơi có nhiều kỷ niệm đẹp với trưởng đoàn Nguyễn Sĩ Hiển và huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh. 18 năm trước, tuyển Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23, Lứa Văn Quyến, Quốc Vượng từng tạo nên cơn địa chấn khi quật ngã Hàn Quốc 1-0 nhờ bàn thắng của thần đồng Phạm Văn Quyến. Đây chính là động lực để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện được tốt nhất trong cuộc chạm trán với Oman. Dẫu vậy, tất cả phải vượt qua được áp lực lớn đang đè nặng sau 3 trận thua liên tiếp. Đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo chính là người nhận nhiều chỉ trích khi gần như đóng khung lối chơi con người ở tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc lộ vẻ mặt căng thẳng trên sân tập, nhưng chắc chắn ông đã có nhiều kế hoạch trong trận đối đầu với chủ nhà Oman.